Con phấn mày thuộc cái hình chữ gớm.
cháu. Cháu biết. Không phải đòi chưa? Không rồi. Có chưa? Không thì để lấy đây rồi. Đây đây này. Ai thì không biết rồi. Đây ạ. Chôm này đường kính của nó là 10, đường kính của nó là 20. Đường kính 24 và cao 60 ạ. Bác nào chốt cái chuông này thì comment lên giúp em nha. Đường kính 24 và cao 60 giá là 1.800.000 anh em bao ship này. Bác nào chốt cái cặp này thì mã thêm mã số 02 nha. Chốt mã số 02 và tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh nha. Tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh chỉ dạ. Hàng này hàng bách xanh này để tặng nhá. Vòng em để tặng đây ạ. Bác nào chốt cái chuông này thì comment lên giúp em nha. Giá là 1.800.000 nhá. Đường kính 24 và cao 60 ạ. Giá là 1.800.000 anh em bao ship. Chất liệu là gỗ đổi màu các nhìn này. Trời ơi cái chuông này vân quá tuyệt vời luôn. Các bác không chốt là vân thật sự là rất uổng nhá. Vân quá đỉnh quá xuất sắc này. Chỉ có 1.800.000 thôi ạ. 1.800.000 là em bao ship nhà mình cái này nhá. Bác nào chốt một cặp thì em có một cặp cho cả nhà mình nhá. Em có bán nguyên cặp đấy ạ. Chuông này vẫn còn hàng. Bác nào có thể chốt cái chuông này thì comment lên giúp em đấy ạ. 1.800.000 tặng một cái vòng gỗ bách xanh. Bác nào chốt thì lên mã 02 cho em nha. Chốt thì lên mã 02 cho em đấy ạ. Đường kính 24 và cao 60, chất liệu là gỗ đổi màu. Vân cực đỉnh cực đẹp hả? Không lỗi không rác không tim luôn ạ. Không lỗi không rác không tim, không có một lỗi lầm như cái này mình nhá. Nên bác nào có thiện chí với cái chuông này thì comment lên giúp em đấy ạ. Quá đỉnh quá xuất sắc luôn, em bao đẹp cho nhà mình luôn nhá. Thật sự là em bao đẹp cái chuông này cho nhà mình nhìn luôn. Bác nào có chốt tới cái chuông này tới nơi các bác được kiểm tra hàng thoải mái thì cảnh mình nhá, kiểm tra hàng thoải mái em đồng ý vô tư luôn ạ. Tại vì cái chuông này quá vip này, Vân có nhìn lên Vân này, Vân cực đỉnh cực đẹp hàng, không lỗi không rác không tim này, không đến một xíu rác là luôn nhá. Chỉ có 1.800.000 thôi ạ. 1.800.000 là mình đã sở hữu được cái chuông chất liệu là gỗ đổi màu. Các nhìn Vân này, Vân quá đỉnh quá đẹp hàng, em bao đẹp luôn cả nhà mình này. Cái chuông này thật sự là rất là đẹp nha các bác, là không chốt thật sự rất ổn luôn ạ, rất là ổn nha. Nên này có thể chỉ hình nhanh tay giúp em vậy ạ. Có thể chỉ hình nhanh tay giúp em nhá. Đây em xoay vòng tròn cho cả nhà mình xem này. Hàng đổi màu bây giờ nó rất là khan hiếm rồi, nên mình có thể chỉ mình chốt luôn giúp em nhá. Cái chuông này để càng lâu màu sẽ lên càng đậm và càng đẹp ạ. Để càng lâu màu lên càng đậm và càng đẹp cả nhà mình nhá. Nên người ta gọi là gỗ đổi màu, có nhìn thấy không ạ? Vân hoàn toàn tự nhiên của gỗ này, em không có vẽ vân hay xử lý vân một cái gì đâu ạ. Vân hoàn toàn tự nhiên của gỗ cho cả nhà mình nhá. Chất liệu là gỗ đổi màu. Cái gỗ đổi màu này lấy về bọn em phải ngâm vôi cho khoảng 1 tuần nhá. 1 tuần nó chuyển sang màu xanh được ạ. Nên là cái bác nào cho cái đơn hàng này về thì để càng lâu màu sẽ lên càng đậm và càng đẹp với cả nhà mình nhá. Để càng lâu màu sẽ lên càng đậm và càng đẹp đấy ạ. Bác nào có thể chiếu với chung ạ? Rồi ok, thôi thôi đời nhá. Lên mình cổ cho anh xem đã. Lên mình cổ cho anh xem nhá. Trời ơi, hàng toàn hàng VIP mà không bác nào có thể chỉ gì hết thế này. Mình có chất lượng gì đây? Đổi màu, màu. Ủa, đậm. Cái này có chia sẻ vào mà bắt đầu hai ba con mới nhảy. Bình cổ chất liệu là gỗ đổi màu nha cả nhà mình nhá. Một cặp bình cổ chất liệu là gỗ đổi màu. Cặp này giá là 1.600.000 ạ. Cặp này giá là 1.600.000 bên em ba ship nhá. Cái thước lại đâu rồi? Đây anh Thói Đời ơi, đây anh nhá. Cặp bình cổ với lại đi ạ. Cân nhau anh nhá. Cặp này có giá là 1.600.000 bên em ba ship. Cặp bình cổ chất liệu là gỗ đổi màu có giá là 1.600.000 nhá. Bi em bán lẻ, bi thì thêm 600.000 nhá. Thêm 600.000 một cặp ạ. Anh coi là có thể chia với cặp này được comment em nhá. Có xem like comment số điện thoại và chắc ngân hàng giúp em vậy. Comment cho em một chấm và xin cho em chia sẻ bài giúp em nhá. Cặp này dạ, ô không anh ơi. Không được anh nhá. Anh cứ trả vậy thì làm sao em chốt được hả anh? Em chỉ bớt 1-200k để ra lọc cho anh nhá. Còn cặp bi em thì bán cặp bình cổ là 600.000 em khỏi đời nhá. Cặp bi thì 600.000.
Còn cặp bình cổ thì 1.6 triệu anh nhá. Anh không có ra lấy hàng của anh ấy. Hàng gì đắt đúng không? À ờ. Bài cho em nhá, cặp bình cổ chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. Cặp này có giá là 1.6 triệu bên em ba ship nhá. Anh không mua bi thì giá đó em không chốt được anh nhá. Anh không mua bi thì giá đó em 1.2 triệu cũng không chốt được anh ạ. Nếu có thiện chí thì trả thêm giúp em nhá. Nếu có thiện chí thì trả thêm giúp em nhá, anh trả lời nhá. Cặp này giá là 1.6 triệu ạ, 1.6 triệu em ba ship. Đường kính của nó là 14 và cao 57. Đường kính 14 cao 57 chào anh Thanh Thanh nhá. Đường kính 14 cao 57 chất liệu là gỗ đổi màu. Cặp này chỉ có giá là 1.6 triệu ạ. 1.6 triệu là em ba ship cho cả nhà mình nhá. Bác nào có thể chế với lại cặp bình cổ gỗ đổi màu thì comment lên giúp em với ạ. Hàng tinh lõi cả nhà mình này, hàng tinh lõi không rác không lỗi nhá. Hàng tinh lõi đấy ạ. Cảm ơn anh Bình nhá. Cặp này chỉ có giá là 1.6 triệu là bác nào có thể chi chốt mở hàng thì em ra lộc 100k nhé và tặng một cái vòng gỗ bách xanh ạ. Ra lộc 100k và tặng cả nhà mình một cái vòng gỗ bách xanh nhé. Chào anh Duy Mạnh nhé, xem like và chia sẻ bài dự shop nhé. Chào anh Tiến Đỗ này. Các bác xem like comment lên cho em một chấm nhỉ. Comment lên cho em một chấm và chia sẻ bài giúp em đi các bác nhé. Comment cho em một chấm và chia sẻ bài giúp em với ạ. Cặp này có giá là 1.6 triệu ạ. Bác nào chốt mở hàng thì em bớt 100 nhá, là còn 1.5 triệu ạ. Chốt mở hàng em giao lưu 100 là còn 1.5 triệu cho cả nhà mình nhá. Tặng một cái bác một cái vòng gỗ bách xanh. Tặng cái bác một cái vòng gỗ bách xanh đi ạ. Bác nào có thiện chí thì cầm. Dạ không được nhanh lai đổ nhá. Anh ơi chốt đơn hàng giao lưu mở hàng thêm cho em 100 đi anh ơi. À thêm cho em 200 anh nhá. Có anh hàng mới nhanh Duy Mạnh nhá. Anh lai đổ nó chốt đơn hàng mở hàng thì 1.2 triệu vẫn chưa chốt được anh nhá. Thêm cho em 200k nữa. Và tặng anh một cái vòng nhá. Tặng anh một cái vòng ạ. Hàng mới thì gặp nhà mà không bác nào thiện chí chấm phẩy gì hết. Chào anh Trung Đức này, xem like và chia sẻ bài giúp em nhá. Các bác xem like, comment cho em 1 chấm và chia sẻ bài giúp em với ạ. Đây em lên một cặp. Anh ơi triệu hoa thì em không chốt được nhá. Anh Phong Banh Thạnh Banh Bánh Dọc ơi, cặp bình cổ giá là 1.6 triệu anh nhá. Cặp bình cổ giá là 1.6 triệu, còn cặp tỳ bà giá là 1.5 triệu ạ. Tỳ bà chất liệu là gỗ mun hoa Gia Lai nhá. Cặp anh ơi đôi xanh này đường kính 10 anh Trung Đức ơi đôi này đường kính của nó là 14 và cao 58 anh nhá. Cặp này giá là 1.6 triệu, ra lộc 100k là còn 1.5 triệu ạ. Không anh nhá, hàng này hàng hôm nay về này em nhỏ nhất rồi ạ. Có anh Trần Trung Lợi có hàng lục bình đổi màu, anh Trần Trung Lợi nhá, hôm nay có hàng lục bình đổi màu đấy này. Em chỉ còn một cặp bình, có một cặp bình cổ duy nhất thôi. Cặp này có giá là 1.6 triệu. Bác nào chốt đơn hàng thì comment lên giúp em này. Anh Trần Trung Lợi có chốt cặp này không? Cặp này không rác không lỗi gì luôn, không một vết đứt gì luôn nhá. Bác nào chốt cặp này thì comment lên giúp em vậy ạ. Hàng tinh lõi không dính rác này, tam đa đổi màu bên em không có hàng nhá. Anh Phong Banh Nóc và Banh Dọc ơi, cặp bình cổ giá là 1.6 triệu anh nhá, đường kính 14 và cao 58 ạ. Anh Trần Trung Lợi hôm nay về nhiều hàng chung đổi màu đẹp lắm anh Trần Trung Lợi nhá. Nếu có mình có thiện chí thì em sẽ lên hàng cho anh xem anh nhá. Vân cực đỉnh cực đẹp luôn. Hàng đổi màu hôm nay nhà em hoàn thiện xong toàn hàng VIP thôi, không dính rác không một chút lỗi lầm hết. Có nhanh công cố nhá, có to hơn anh ạ. Em lên một đôi lục bình chất liệu là gỗ đổi màu đây cả nhà mình xem nhá. Đây để các bác
với lại cặp của Bình Cổ ạ. Các anh nhìn được không ạ? Đẹp quá trời đẹp luôn nhá. Các anh nhìn thấy vân hoàn toàn tự nhiên của gỗ này. Vân hoàn toàn tự nhiên của gỗ như thế này mình nhá. Cặp lục bình này giá là 2,2 triệu ạ. Cặp lục bình này giá là 2,2 triệu, còn cặp Bình Cổ là 1,6 triệu nhá. Bác nào có định chỉ chốt đơn hàng thì comment lên giúp em ạ. Các bác nào hôm nay chốt ra lộc mở hàng em đều tặng một cái vòng gỗ bách xanh nhá. Đều tặng cho cả nhà mình một cái vòng gỗ bách xanh luôn này. Chào anh Dũng Hồ nhé, xem like và chia sẻ bài giúp em ạ. Hàng cực kỳ đỉnh, cực kỳ VIP đây, nhanh tay cho chốt hàng giúp em nhá. Anh Dũng Tố ơi, hàng lục bình to hơn này anh nhá. Cặp to hơn này anh nhá, cặp lục bình to hơn này anh ơi. Giá là 2,2 triệu nhá, còn Bình Cổ thì em chỉ có duy nhất một cặp thôi ạ. Bình Cổ cặp như vậy nha, em chỉ có duy nhất một cặp thôi nha. Hàng không lỗi, không rác, không tin, không một vấn đề gì luôn ạ. Tinh lõi không dính rác, vân thì cực đỉnh, cực đẹp nè. Bác nào thiện chí chốt đơn hàng thì comment nhanh giúp em nhá. Hàng sạch có chỉ có số lượng ít thôi ạ, không có số lượng nhiều đâu nha. Bình Cổ em chỉ có một cặp duy nhất, còn hàng lục bình thì em chỉ có 4 cặp thôi ạ. Chào anh Phạm là Lạc nhé, xem like và chia sẻ bài giúp em với ạ. Các bác xem like, comment giúp em và chấm và chia sẻ bài giúp em nha cả nhà mình nhá. Nhanh tay chốt đơn hàng đi ạ. Hôm nay hàng cửa hàng bên em về rất là nhiều đổi màu đẹp ạ. Toàn hàng đẹp, toàn hàng VIP thôi. Mình có thiện chí thì mình chốt nhanh giúp em nhá. Tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh ạ. Các bác làm chốt đơn hàng thì em tặng một cái vòng gỗ bách xanh nhá. Giao lưu mở hàng cái này mình nhá, giao lưu mở hàng. Đây có nhìn vân này, vân hoàn toàn tự nhiên của gỗ nhá, em không có vẽ vân gì đâu ạ. Em không có vẽ vân đâu cả nhà mình nhá, vân hoàn toàn tự nhiên của gỗ này. Quá đẹp, quá VIP luôn. Bác nào chốt đơn hàng thì comment lên giúp em với ạ. Anh Trần Trung Lợi có thiện chí với hai cặp này không ạ? Hàng đổi màu bữa nay là rất khan hiếm ạ, rất là khan hiếm nhá. Nên mình có thiện chí thì mình chốt nhanh giúp em đi nhá. Chốt nhanh giúp em đi cả nhà mình nhá. Tắt đi, tắt lại wifi đi. Ok Trần Trung Lợi nhá. Ok Trần Trung Lợi để mở hàng cho may mắn này. Anh Dũng Cố ơi, cặp Bình Cổ em chốt rồi anh nhá. Ok anh Trần Trung Lợi comment chốt giúp em thôi nhá. Và cặp lục bình này đường kính của nó là 16,5 anh nhá, 16,5 ạ và cao 58. 16,5 và cao 58. Cặp này giá là 2,2 triệu bên em bán ship ạ. Cặp này giá là 2,2 triệu bên em bán ship nhá. Anh Trần Trung Lợi ra là khách sỉ, em để giá đó nha Trần Trung Lợi nhá. Các bác xem like comment cho em một chấm nhá. Cặp em chỉ còn 4 cặp lục bình này. Em chỉ có 4 cặp lục bình chất liệu là gỗ đổi màu thôi. Các bác không nhanh tay chốt đơn hàng là hết luôn nha. Cặp này giá là 2,2 triệu nhá. 2,2 triệu là em ba ship. Có bi anh ơi, bi thì thêm cho em 600k đấy nhá. Chốt thì bi thì thêm cho em 600k nữa. Đây ạ. Rồi ok anh Trần Trung Lợi này. Chiếc anh nhá.
Dạ. Cộng với lại một bình cổ 1 triệu 6 là 3 triệu... Rồi, gì ạ? Nhanh à? Là 3 triệu 4. Mà sao anh lại chốt 3 triệu 6 à? À. Anh chốt cặp này đúng không ạ? Anh chốt cặp này đúng không anh? Dạ, anh Thúy Lê ơi, anh chốt cặp này. Em không phải Zalo nha. Đôi. Cặp này giá là 2 triệu 2 nhá. Cặp này giá là 2 triệu 2 bên em bao ship ạ? Bao ship ở tại đây để nhận mình nhá. Không anh nhá. 2 triệu 2 là đã ra cặp lục bình này rồi, thêm 600k là 2 triệu 8. Anh trả em 1 triệu 7 thì làm sao em chốt được anh? Em không có lời lãi gì nhiều đâu các bác nhá. Em chỉ bớt giao lưu rồi đấy ạ. Cặp này giá là 2 triệu 2 nhanh như phí nhá. Cặp này giá là 2 triệu 2 ạ. Cặp này giá là 2 triệu 2 các bác nào. Gia Lộc thì em bớt cho 100k nhá. Anh Trường Nguyễn là cặp này chất liệu là gỗ đổi màu anh nhá. Cặp này chất liệu là gỗ đổi màu, cặp này hàng đổi màu ấy là cực kỳ khó kiếm ạ. Nên bác nào cho đơn hàng thì comment lên giúp em nhá. Đường kính của nó là 16 và cao 58 ạ. Đường kính 16 cao 58. Anh nhớ phí thêm giúp em một xíu nhanh nhá. Thêm cho em thêm cho em 100k này như phí này. Thêm chốt cặp này thì thêm cho em 100k nữa nhá. Để bên em ra lồng mở hàng ạ. Anh như phí đã chốt cặp này thì thêm cho em 100k nữa nhá. Nếu đồng ý thì comment số điện thoại chốt đơn hàng giúp em bạn. Nhân viên Messi liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Cặp này đường kính của nó là 17 và cao 6, cao 58 ạ. Đường kính 16 và cao 58 nhá cả nhà mình nhá. Đường kính 16 cao 58. Hàng này bây giờ rất là khó kiếm vì hàng đổi màu gần Tết rồi các bác ạ. Gần Tết rồi hàng không kịp ra để bán luôn. Hàng không kịp ra để bán như này nhá. Thế hôm nay em chỉ có 1 cái lô, chỉ có 4 cặp này, 1 cặp bình cổ và 6 cặp chung thôi ạ. Còn không có nhiều nữa cả nhà mình nhá. Để bên đây ánh sáng tối chết được. Rồi ok như phí này, ok như phí nhá. Để em ra lộc mở hàng cũng được ạ. Comment số điện thoại giúp em nhanh như phí nhá. Comment số điện thoại giúp em vậy ạ. Bác nào thì chỉ chốt cặp này thì comment giúp em cho cả nhà mình nhá. Chốt mã số 01 giúp em ạ. 01 nhanh như phí nhá. Anh như phí comment số điện thoại giúp em vậy ạ. Chất liệu là gỗ đổi màu quá này. Anh như phí nếu đã chốt đơn hàng thì comment số điện thoại giúp em nhá. Để em sẽ lên sản phẩm khác ạ. Chào anh Tú Phương nhé, xem like và chia sẻ bài giúp em vậy ạ. Đôi này giá của nó chỉ có 2 triệu 2 thôi. 2 triệu 2 là em bao ship về tận đây nhà mình rồi. Nên bác nào có thể chỉ biết đôi này thì comment lên giúp em vậy ạ. Hàng không có nhiều đâu cả nhà mình nhé, hàng không có nhiều. Đổi màu không có nhiều đâu cả nhà mình ạ. Đổi màu thi thoảng mới có hàng thôi chứ em không có hàng nhiều đâu. Rất là khó cả nhà mình nhé. Có Di Lặc nhanh như phí nhé, có Di Lặc ạ. Bác nào cho cái cặp này thì comment lên giúp em vậy ạ. Dạ đã khô rồi thì anh Trần Trung Lợi ơi, khô thì em mới BU hoàn thiện được chứ ạ. Khô thì bên em mới BU hoàn thiện được nha anh Trần Trung Lợi nhé. Chào anh Văn Nguyên ở xem live và chia sẻ bài cho shop nhé. Bác nào có thể chỉ với lại cặp lục bình chất liệu gỗ đổi màu này nữa không ạ? Nếu không bác nào thì chỉ với cặp này thì em qua mẫu nha. Đây mẫu này nha. Bắt chụp hình lại. Mọi bên một cái chùm. Chùm nhỏ hả? Không, chùm này. Em lên một cái chuông chất liệu là gỗ đổi màu này. Các bác thấy không ạ? Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Vân không thể chê được, lỗi lầm như vậy nhá. Không thể chê đâu ạ. Cái đường kính 24 và cao 60. Đường kính 24 và cao 60. Chuông này có giá là giá chưa nhanh chung lên nhá. Di Lặc chắc chưa bán anh ạ. Cái chuông Di Lặc chắc đấy phải trên 3 triệu rưỡi nhá. Anh Hùng Đan ơi, lục bình giá là 2 triệu 2 một đôi nha anh Hùng Đan nhá. Giá là 2 triệu 2 một đôi là bên em bao ship ạ. Còn cái chung này giá là 1 triệu 8 này. Chất liệu là gỗ đổi màu. Vân cực đỉnh, cực đẹp, hàng không lỗi lầm gì hết. Bác nào có thiện chí với cái chung này thì comment lên giúp em vậy ạ. 1 triệu 8 một chiếc chung như cả mọi người nhá. Em bán có bán theo cặp đấy ạ. Bác nào mua cặp thì em bán cặp nhá. Mua lẻ thì 1 triệu 8 một chiếc ạ. Tam đa với lại quan công thì em có quan công nhỏ thôi nhá. Còn tam đa thì hẹn anh ngày mai, ngày mốt ạ. Đây ạ. Cái chum này đẹp như vậy mà không bác nào có thiện chí gì hết à. Chỉ có 1 triệu 8 thôi. Em bao đẹp với nhà mình luôn này. Vân thì cực đỉnh, cực đẹp, hàng không lỗi gì hết. Không dính rác luôn nè. Không bị một cái đường nứt ra mày cái vấn đề luôn cả nhà mình nhá. Đẹp, đẹp mê hồn luôn nè. Chỉ có 1 triệu 8 thôi. 1 triệu 8 là bên em bao ship nhá. Anh Hùng Đan nếu có thiện chí thì comment lên giúp em anh nhá. Cặp lục bình rồi giá là 2 triệu 2. Còn chum này thì giá là 1 triệu 8 ạ. Chào anh Tuấn Hùng này xem live và chia sẻ bài cho shop nhá.
Chum này quá đẹp luôn, quá vip luôn. Bác nào không cho thật sự là rất uổng luôn ạ. Hàng này không phải dễ nhưng mà có đâu các bác nhá. Phôi thì mua phôi cực kỳ đấy. Vân thì quá đẹp luôn. Lỡ kiếm đâu ra cái phôi em mua được cái phôi này rất là đẹp nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Không lỗi, không rác, không tim gì luôn. Các bác không chốt thật sự là rất uổng luôn này. Rất là uổng, vân cuồn cuộn như sóng luôn nhá. Hàng không lỗi gì hết, chỉ có 1,8 triệu một chiếc thôi ạ. Chuông cộng bình cổ 3 triệu. Từ từ, anh ơi để em tính đi nhá. Không được anh nhá, không được anh ạ. Thêm giúp em nhá. Gửi qua cho chị thôi, chị Thúy Lê nhé. Trong
1.6 triệu ạ. 1.6 triệu này cả nhà mình nhá. Cặp này, em xin lỗi, cặp này giá là 1.8 triệu ạ. Cặp này giá là 1.8 triệu em đang xếp nhá. Chất liệu là gỗ lim đá lai này, cặp tài lộc nhá. Gần tới Tết rồi mình tranh thủ rước tài lộc ra đây nhà mình đi ạ. Tranh thủ rước tài lộc ra đây nhà mình đi cả nhà mình nhá. Cặp này em quá đẹp luôn, cặp này quá đẹp quá này, hàng không một chút lỗi lầm hết, em bao đẹp với nhà mình luôn nhá. Tài lộc đấy ạ. Anh Trương Bình ơi, lan đa thì hẹn anh 1-2 hôm nữa nhá. Hôm bác nào thì em bán hàng đổi màu tiếp. Được này, em cưới thì đau dạ dày. Đây, em lên một siêu phẩm này. Chum này chất liệu là gỗ đổi màu nhá. Chum này chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. Chum này đường kính của nó là một... đường kính 24 và cao 60 luôn. Đường kính 24 và cao 60 luôn cả nhà mình nhá. Cái này thì một cái này em bán cặp nhá. Em bán nguyên cặp nhá cả nhà mình nhá. Cái này em bán nguyên cặp ạ. Cặp này giá là 2.9 triệu cả nhà mình nhá. Cặp này giá là 2.9 triệu bên em bán ship. Chất liệu là gỗ đổi màu này. Cặp này chất liệu là gỗ đổi màu nhá cả nhà mình nhá. Bác nào cho tài lộc 1.5 triệu. Ok thì Thảo Bình này. Ok thì Thảo Bình nhá. Nhanh nhẹn chị ơi, tặng chị một cái vòng gỗ bách xanh luôn nha. Chốt đơn hàng của em là đều em được tặng, đều tặng hết cho chị Thảo Bình nhá. Comment số điện thoại giúp em về. Nhân viên bên em xin liên hệ trực tiếp với chị này. Nhanh nhẹn mở hàng cho may mắn chị nhá. Thẻ đợi ẩm quá, các bác không phải chốt đơn hàng gì hết mà toàn hàng đẹp và giá lại rẻ thôi. Chị Thảo Bình được chốt đơn hàng thì comment số điện thoại giúp em nhá. Nhân viên bên em xin liên hệ trực tiếp với chị ạ. Tặng chị một cái vòng gỗ bách xanh chị nhá. Rồi bác nào thì chị với cặp chung chất liệu gỗ đổi màu này không ạ? Cặp này cặp hình giọt nước nhá. Ủa em cơm chưa? Cặp này giá là 2.9 triệu ạ. Cặp này giá là 2.9 triệu nhá. Bác nào chốt đơn hàng được comment lên giúp em nhá. Chị Thảo Bình ơi, chốt đơn hàng được comment số điện thoại giúp em nhá. Chào anh Sơn nhà đẹp này. Các bác ơi nhanh tay comment lên giúp em một cặp chum chất liệu là gỗ đổi màu vân quá đỉnh quá đẹp như vậy mà không chốt thật sự là rất uổng. Chỉ có 2.9 triệu thôi. 2.9 triệu là mình đã sở hữu được một cái cặp chum đường kính 24 và cao 60 rồi ạ. Cái này là nguyên cặp nha, em bán nguyên cặp đấy ạ. Chào chị Thảo Nguyên nhá, xem like và chia sẻ bài giúp shop ạ. Các bác xem like comment lên cho em một chấm và chia sẻ bài giúp em nhá. Rồi ok. Rồi ok chị Thảo Bình này. Rồi ok chị Thảo Bình nhá, có thể số điện thoại của chị Thảo Bình này. Nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp với chị nhá. Chị có thể chị chốt thêm cái gì không chị ơi? Một cặp chuông này chất liệu là gỗ đổi màu. Em ngồi để ta viết số điện thoại của mình nhé. Đây lấy điện thoại này. Cặp này giá là 2.9 triệu anh nhá. Thoát ra Giang Nguyễn nhá. Thoạt Hà Giang Nguyễn ạ. Cặp này giá là 2.9 triệu bên em bao ship đường kính 24 và cao 60 ạ. Em chỉ có mày bỏ cái điện thoại của mày sang đi, bỏ điện thoại của mày sang đây đi. Cặp này giá là 2.4 triệu đường kính 24 và cao 60 ạ. Đường kính 24 và cao 60 nha cả nhà mình nhá. Giá là 2.4 triệu bên em bao ship. Bác nào có thể chưa biết cặp này thì comment lên giúp em ạ. Vân quá đỉnh quá đẹp này, hàng không lỗi không rác không tim. Em đảm bảo cái hàng của bên em là toàn bộ là hàng chuẩn thôi nhá. Bao đẹp, bao lỗi, bao rác luôn nha. Không có một cái lỗi lầm gì luôn. Chỉ có 1 triệu, à chỉ có 2.9 triệu là hả? 2.9 triệu là em bao ship nhá. Ok, chị Thảo Bình này, cảm ơn chị Thảo Bình nha. Chào anh Trần Kha, xem like và chia sẻ bài giúp em với ạ. Các bác xem like, comment cho em đi các bác ơi. Một cặp chung đẹp như vậy mà hôm bác nào có thiện chí là rất là uổng. Chỉ có mỗi 2.9 triệu thôi. 2.9 triệu một cặp, các bác nhìn Vân này. Vân cuồn cuộn luôn, Vân cuồn cuộn như sóng luôn nha. Hàng không lỗi, không rác, không tin. Không bị một khuyết nứt răm này luôn cả nhà mình nhá. Nói chung không phải có đổi màu, có cà te mới hương được không? Chị Thảo Bình. Thảo Bình đâu? Nói gì đâu mà Thảo Bình. Cho một cặp lim, tài lộc lim. Biết rồi. Nhưng mà ý là sao, ủa sao ta vào cái chỗ này mà có ai đây nhỉ? Chạy trước từ bao giờ. Chào anh Minh Lê ạ, chào Nguyễn Viu Anh nhá. Các bác sắp like comment cho em một chấm đi ạ. Một cặp chuông đẹp cuồn cuộn như vậy mà không bác nào có thiện chí hết ạ. Hàng cực kỳ VIP như cả nhà mình nhá, hàng cực kỳ VIP luôn nè. Giá của cặp này chỉ có 2.9 triệu thôi, em bao giá rẻ thị trường như nhà mình nhá. Ở đâu không gọi đâu giá rẻ như của em đâu ạ. Không đâu giá rẻ như bên em đây là nhà mình nhá. Chỉ có 2.9 triệu thôi ạ. 2.9 triệu cái cặp này thôi nha các bác nhá. Bác nào thiện chí chốt đơn hàng thì comment số điện thoại giúp em ạ. Comment số điện thoại giúp em nha các bác nhá. Cặp này em bao đẹp luôn này. Chào anh Bình CK nhé. Chào anh Bình CK, xem like và chia sẻ bài số.
mình xem ạ. À, có cụ di động đằng sau vàng không? Đây ạ. Đợi em một xíu anh Lê Huy nhé. Cảm ơn anh Đức Nguyễn ạ. Đây là cụ di lạc chất liệu lồng gỗ huyết long nè. Cụ à, dân vàng. Dân vàng đúng không? Cụ này giá của cụ này là 2,5 triệu nhé. Cụ này chất liệu lồng gỗ huyết long xuyên thấu ạ. Cụ này chất liệu gỗ huyết long xuyên thấu nhé. Giá của cặp giá của cụ này là 2,5 triệu ạ. Và cặp chung là 2,9 triệu nhé. Thảo Bình gọi con nghe máy ra. Giá. Anh thân Quang Vi, cặp này giá là 2,9 triệu đấy nhá. Cặp này giá là 2,9 triệu, chất liệu là gỗ đổi màu đấy anh ạ. Vân cuồn cuộn cực đỉnh cực đẹp luôn. Đi mua cơm hả? Mua tao học luôn. Mày uống thuốc chưa hả? Các bác sân like comment lên cho em đi cả nhà mình. Dạ cụ có cụ to hơn không? Có chị nhá, có cụ di lạc to hơn chị ạ. À, đợi em một xíu này. Đây chị nhá, cụ là cụ này kích thước đo mở. Để em đo nhá, để em đọc kích thước đã. Cụ này ngang 20 và cao 40 chị nhá. Cụ này ngang 20 và cao 40. Giá cụ này là 2,5 triệu nhá. Gửi rồi nhá, khỏi trần nhá. Cụ này giá là 3,8 triệu ạ. Cụ này giá là 3,8 triệu nhá chị nhá. Cụ này 2,5 triệu và cụ này 3,8 triệu ạ. Cụ này thì cao 50 chị nhá. Cụ này thì cao 40 ạ. Đây hai cụ di lạc của bác chị Thảo Bình còn đang xem like thì nghe máy giúp em nha chị Thảo Bình nhá. Chị Thảo Bình ơi, chị còn đó thì chấm tương tác cho em một chấm nhá. Bên em liên hệ với chị là chị không nghe máy ạ. À, anh Lê Huy ơi, cụ này giá là 2,5 triệu và cụ này giá là 3,8 triệu anh nhá. Toàn bộ là hàng là em bao ship ạ. Chào anh Hoàng Trường Hoàng nhá. Chào anh ạ, cảm ơn anh nha. Bác nào có thể chỉ với cặp nào, cụ nào thì comment lên cho em ạ. Trời ơi, hàng quá VIP luôn, không chốt là rất ổn nha. Lâu lâu rồi em mới là lên toàn sàn hàng VIP cho cả nhà mình nè. Nên mình có thể chỉ để chốt đơn hàng giúp em nhá. Cụ nhỏ giá là 2,5 triệu và cụ lớn là 3,8 triệu ạ. Chất liệu là gỗ huyên long nha. Huyên long thì mình có thể xuyên thấu đẹp này, trừ tà ma và nhá, để cho gia đình mình cực kỳ thơm hợp. Cụ này thơm lắm cả nhà mình nha. Em bao đẹp và bao rẻ nha mình luôn ạ. Dạ chưa anh nhá, đang ế quá đây. Cụ có cụ to xem. Anh ơi, cụ nhỏ là 2,5 triệu và cụ lớn là 3,8 triệu anh Trần Trung Lợi nhá. Cụ nhỏ 2,5 triệu và cụ lớn 3,8 triệu này. Nó chỉ như phí có thể chi với cụ này không ạ? Đồng hồ của mẹ của anh đi. Nếu không mắc nào thì chỉ ba cụ hai tác phẩm này nữa thì em sẽ qua mẫu nhá. Chung đi ạ, chung là 2,9 triệu một cặp nhá. Ra lồng 100k là còn 2,8 triệu ạ. Mày xem có đầu tụt à? Rồi em qua mẫu nha. Đường kính 16 và cao 59 ạ. Anh Như Phí ơi, cái cụ di lạc chúc phúc đấy chất liệu là gỗ hương nhá, hương đá Gia Lai đấy ạ. Nếu anh thiện chí với cụ di lạc chúc phúc mà chất liệu là gỗ hương đấy thì anh comment nhá, để em lên mẫu cho anh xem ạ.
không? Tụi còn mấy người? Còn 5 người à? Rồi ok nha anh Trần Trung Lọng nhá. Xíu em sẽ gửi hình ảnh qua cho anh ạ. Các bác đang xem live thì chị biết mẫu nào thì comment lên cho em nha mọi người nha. Một cặp bình cổ ạ, một cặp bình cổ chất liệu là gỗ mun hoa nha mọi người nha. Mun hoa Chroma Gia Lai đây ạ. Đường kính là 16 và cao là 58 ạ. Rồi anh Như Phí chờ em một xíu nhá. À, em lỡ lên cái mẫu này giới thiệu rồi thì anh chờ em một xíu em sẽ lên lại cho anh ạ. À, chào anh Đức Hải, cảm ơn anh Đức Hải ạ. Các bác đang xem live thì chị biết cặp bình cổ mun hoa này thì comment lên giúp em nha mọi người nha. Cặp này đường kính là 16 và cao là 58 ạ. Hàng liền khối không chắc ghép nha mọi người nha. Cặp này là 1,8 triệu em bao ship ạ. À, anh Như Quý ơi, cụ đấy ngang là 30 và cao là 75 nhá. Ngang 30 và cao là 75 ạ. Mọi người đang xem live thiện chí biết cặp bình cổ mun hoa này thì comment lên giúp em nha mọi người nha. Bình cổ chất liệu là gỗ mun hoa Gia Lai đây ạ. Anh Thóc Hà Giang Nguyễn ơi, anh thêm cho em 100k nữa nhá. Thêm cho em 100k nữa để em chốt cặp này anh ơi. Chưa mình cũng có làm cái gì đâu mà bận rộn với anh. Có nha anh Vũ Trung nhá, cốc chất liệu là cà tê có đỏ có ạ. À. Ngoài cốc cà tê có đỏ thì còn có cốc đổi màu nữa nha. Cặp này là 1,8 triệu ạ. À. Anh Tuấn Nguyễn ơi, giá đấy em chưa chốt được nhá. À, bác nào chốt thì em ra lộc cho các bác cặp này là 200k nhá. Ra lộc là 200k chuẩn giá nhá. Bác nào chốt thì comment số điện thoại lên cho em với này. Bác nào chốt thì comment số điện thoại lên cho em nha mọi người nhá. Bình cổ chất liệu là gỗ mun hoa, vân này hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên nhá, hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên ạ. Bình hôm qua anh không thích, vậy thì cặp này đẹp nè anh Tuấn Nguyễn ơi, vậy thì cặp này đẹp anh nhá, cặp này là đẹp lắm luôn rồi đấy. Anh chốt thì comment lên cho em nhá và thêm cho em 100k nữa anh ạ. Tiền nào của đấy thôi anh Tuấn Nguyễn ơi, tiền nào của đấy thôi ạ. Dạ, giá đấy em chưa chốt được nhá. À, nãy giờ mấy người trả em giá là 1,5 triệu rồi nhưng em không chốt được nha mọi người nhá. Chốt. Rồi nếu bác nào thiện chí chốt nữa thì comment lên cho em nhá. Cặp này em đã chốt rồi này. Báo đi, báo chốt cho chị Minh Mẫn. Chị Minh Mẫn ơi, em chốt cho chị cặp này nha chị Minh Mẫn nhá. Em chốt cho chị cặp này ạ. À. Chị Minh Mẫn còn đang xem live không ạ? À? Rồi. Em vẫn còn hàng nhá. Rồi đây ạ. À. Bác nào chốt thì comment lên cho em nha. Anh Thoát Hà Giang Nguyễn này. Với lại đây đẹp hơn đây nha chị, anh Như Quý nhá. Đường kính nha, cặp này 16-58 luôn này. Đó, bác nào chốt chuẩn giá thì comment lên cho em nha. Cặp này lớn hơn nhá, đường kính 17-59 nhá. Rồi tặng vòng luôn nha anh Tuấn Nguyễn nhá. Tặng vòng luôn ạ. À. Tặng vòng luôn nhá. Đường kính 17K59 này, cặp này lớn hơn nhá, lớn hơn, nhỉnh hơn một phân nhá. Đường kính 17K59, bác nào chốt em tặng một cái vòng gỗ bách xanh nhá. Bác nào chốt thì tặng một cái vòng gỗ bách xanh này. Rất là đẹp luôn ạ, à. Không đẹp không lấy tiền luôn nhá. Bác nào chốt nhanh tay comment lên giúp em với ạ. Hàng mua hoa này không còn nhiều đâu nha mọi người nhá. Hàng mua hoa này không có nhiều đâu ạ, à. Nên là bác nào đang tiền trí rồi thì nhanh tay nha mọi người ơi. Nhanh tay săn hàng đẹp đi ạ. À. Nhanh tay săn hàng đẹp đi nha mọi người nhá. Hàng đẹp này không chốt là uổng phí lắm luôn rồi đấy ạ. Alo anh Minh Vẫn hả? 1,5 triệu không được nha. Nãy giờ mấy người trả em. Rồi ok anh Tuấn Nguyễn chốt 1,6 triệu nha. Comment số điện thoại lên cho em. Chốt chuẩn giá là 1,6 triệu nha. 1,5 triệu nãy giờ mấy người trả mà không chốt được đâu ạ. Em chốt rất là nhanh nhẹn luôn. Anh Tuấn Nguyễn cho em xin số điện thoại nha. Không được nha chị Như Quý nhá. Nếu chốt thì em còn hàng nhưng mà đúng chuẩn giá là 1,6 triệu ạ. Hết rồi, còn một đôi cuối cùng thôi. Hết rồi, còn một đôi cuối cùng thôi. Hết rồi nhá. Rồi tặng hai vòng luôn. Rồi ok Tuấn Nguyễn nha, nhớ cọc cho em nha.
cho nó dễ ạ. Tại vì anh vừa comment lại comment ở ngoài đó. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi bác nào chốt thì comment lên cho em nhá. Bác nào chốt comment lên cho em nữa này. Rồi ok, anh Tuấn Nguyễn giống ngày hôm qua. Bác nào chốt comment lên cho em nha. Rất là đẹp luôn mọi người ơi, bình cổ Munoa nhá. Bình cổ Munoa đây ạ, rất là đẹp luôn nè. Có bác nào chốt không ạ? Nhanh tay nha mọi người nhá, nhanh tay lên nè. Ai đang có thiện chí thì nhanh tay nha mọi người nha. Đường kính 1658 nè. Đường kính 1658 nhá. Đường kính 1658 nè. Bác nào chốt thì comment lên cho em. Rồi anh Tấn Nguyễn rất là tinh ý ạ. Rồi cảm ơn anh Tần Nguyễn ạ. Giờ mới thấy phản hồi. Anh xem like và chia sẻ like giúp em nhá. Đang rất là buồn đấy anh Tuấn Nguyễn, à anh Toàn ơi, đang rất là buồn đấy ạ. Chị Thúy Lê ơi, 1.8 nha chị nhá, 1.8 á. Anh Thúy Lê ơi, 1.8 ạ, 1.8 nhá. 1.8 là em mau ship ạ. Ship về tận gia đình nhà mình nha. Bác nào chốt đơn này thì nhanh tay comment lên cho em nha mọi người nhá. 1.8 ạ. Bây giờ em ra lộc cho các bác là 200k chốt chuẩn giá nhá. Không bớt hơn được nữa nhá. Giờ đây đưa lại số điện thoại rồi đi. Bác nào chốt thì comment lên giúp em nha. Anh Kiệt Phạm ơi, giá là 1.8 nhá, 1.8 này. Có nhanh thoát Hà Giang Nguyễn nhé, có anh ơi. Ngày sinh nhật uống. Có ạ. Rồi ok, Trần Trung Rồi ạ, rồi, để Hương nó gửi hình cho anh ạ. Còn tạm tính 76. Giá là 1.8 nha. Láo. Anh Kiệt Phạm ơi, nếu anh chốt đơn hàng thì xem chung có nắp phía sau à? Lục Bình gỗ mít hả anh Toàn Nguyễn? Đây không có gỗ mít, chỉ có gỗ Munoa thôi anh Toàn Nguyễn ơi. Chỉ có gỗ Munoa thôi nhé, còn gỗ mít thì hàng lớn anh nhé. Gỗ mít thì từ 1m35 cho đến 1m6 thôi nha anh Toàn Nguyễn nhé. 1m35 đến 1m6 thôi anh ơi. Hàng 1m6 gỗ mít đẹp lắm luôn á. Em thấy nhà mình đang có cái công trình xây dựng gì đấy khá là VIP đấy. Anh chốt một cặp lục bình lớn về cho gia đình nhà mình đi. Mọi người xem like ý kiến gì thì comment lên cho em nhá. Cảm ơn anh Toàn Nguyễn ạ. Rồi ok nhá, anh Thủy Lê nhá, ok nhá. Tại vì chốt cùng đơn thì em sẽ ok chốt cho anh nha. Anh comment chốt lên giúp em nhanh Thủy Lê nhá. Rồi đúng rồi, lục bình to 1m6 nhanh Toàn Nguyễn nhá. Lục bình to 1m6. Chào chị Hồng Thủy ạ. Mọi người xem like thì chị ý kiến gì thì comment lên cho em nha mọi người nha. Còn rất là nhiều hàng đẹp nữa. Xem cái chum có nắp phía sau hả? À chum này đúng không ạ? Chum đổi màu này đúng không anh ơi? Rồi ok, thói đời nhá, chờ em một xíu nhá. Em sẽ lên mẫu cho anh xem luôn ạ. Các bác nào đang xem có thiện chí với củ tỏi hay không ạ? Mọi người đang xem like nếu thiện chí với củ tỏi thì comment lên cho em nhá. Rồi ok, anh Trung Ngô Tùng này. Rồi cho xuống cái mẫu này lên, cái mẫu chum đổi màu đằng sau nữa nè. Rồi ok anh Thủy Lê ạ, ok anh Thủy Lê nhé, cảm ơn anh đã chốt đơn hàng bên em ạ. Đây các bác ơi, cặp này 2.9 nha mọi người nha. Gỗ đổi màu đường kính lớn nha mọi người nha. Gỗ đổi màu đường kính lớn như thế này và không rác như thế này là quá VIP luôn ạ. Đúng rồi nha anh Ngô, anh Trung Ngô Tùng nhá. Ngô Trung Trung ạ, đây mẫu này cao là 60 nha. Cao là 60 ạ. Và đường kính là 20-21. Cảm ơn chị Thúy Lê nhé. Rồi chốt rồi ạ. Thì cụ có nói không? Anh Thoát Hà Giang ơi, cụ có gì ạ? Anh Thoái Đời với lại anh Ngô Trung có thiện chí với mẫu này không ạ? Cặp này là 2.9 ạ, 2.9 một cặp nha mọi người nha, chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. Bao ship về tận gia đình nhà mình luôn nhá. Các bác thấy này,
hàng này không dính rác luôn nha mọi người nha. Cặp mà đổi màu này không dính rác ạ. Dạ đúng rồi, anh nói đời ơi, đường kính lớn nhá. Đường kính lên đến 21 và cao 60 luôn nha mọi người nha. Chất liệu là gỗ đổi màu, hàng không rác nha mọi người ơi, không tim không rác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Một cặp này giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu là em bao ship cặp chum này nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. 2,9 triệu một cặp chum này, cực đẹp luôn nha mọi người nha. Bác nào chốt thì nhanh tay comment lên cho em này. Chỉ có 2,9 triệu thôi ạ. 2,9 triệu một cặp này. Rất là đẹp luôn ạ. Bác nào chốt thì nhanh tay comment lên cho em nha mọi người nha. Tượng Trần Quốc Tuấn thì không nha anh Toàn nhá. Tượng Trần Quốc Tuấn thì không ạ. Anh Ngô Trung anh thói đời thì chỉ với mẫu này không ạ. 2,9 triệu nhá. Bác nào 2 triệu. Anh Ngô Trung 2,19 triệu thôi là sao? 21,19 triệu. Anh Ngô Trung ơi là sao ạ? Ý là 2,1 triệu thôi ạ. Anh Ngô Trung ơi, anh comment rõ lên giúp em nhá. Anh Ngô Trung comment rõ lên giúp em với ạ. Bác nào thiện chí biết mẫu này thì comment lên cho em nhá. 2,9 triệu ạ. 2,9 triệu là em bao ship nhá. 2,9 triệu em bao ship cặp chum này, rất là đẹp luôn ạ. Đường kính là 21 và cao là 60. Gỗ đổi màu nha mọi người nha. Hàng tinh lõi rất là đẹp luôn ạ. Mọi người xem like thì chí chốt nhanh tay comment lên cho em này. Không đẹp không lấy tiền nha. Cặp này không đẹp không lấy tiền này các bác ơi. Lâu lâu mới có một cái cặp đẹp như thế này nha mọi người nhá. Đường kính lớn và hàng tinh lõi ạ. Quá VIP luôn. Bác nào chốt thì nhanh tay lên cho em này. Không phải khi nào cũng có nha mọi người nha. Gỗ đổi màu này. Anh mua đôi. Anh ơi, hôm nọ thì có thể là hàng rẻ hơn nhưng bữa nay phôi cao lắm nha anh Trung Ngô nhá. Hôm nay phôi cao anh ạ. Phôi cao và tiền công thợ nó cũng lên rồi mà gỗ đổi màu cái hàng như thế này mà tinh lõi như vậy bây giờ không có đâu anh ạ. Dạ, giá đấy thì không được nha anh nha. Vậy thì anh về cái shop cũ của anh mua đi anh ơi. Chỗ nào để anh mua anh ạ. Bác nào chốt cặp này không ạ? Nhanh tay giúp em nha. Mọi người đang xem live có ý kiến với mẫu này nữa không ạ? Nếu không bác nào thiện chí với mẫu này nữa thì em qua mẫu nhá. Nếu không bác nào thiện chí với mẫu này nữa thì em qua mẫu ạ. Các bác đang xem live ý kiến gì với mẫu này nữa không ạ? Để em lên mẫu khác cho cả nhà mình xem nha. Các bác thiện chí xem mẫu nào thì comment lên cho em này. Các bác đang xem live thiện chí với mẫu nào thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Cái anh kia anh hứa ấy lại không bỏ xuống như cái này nãy giới thiệu rồi mọi người coi luôn. Anh Hùng Đạt ơi, tên là gỗ đổi màu nhá. Anh Hùng Đạt ơi, mẫu vừa rồi là mẫu đổi màu ạ. Vậy thì anh về chỗ đấy mua đi anh ơi. Bác nào anh Tommy ơi, cặp vừa rồi là 2,9 triệu nhá. 2,9 triệu em bao ship ạ. Anh Tommy khách quen, nếu chốt thì em ra lọc cho anh 200k nhá. Ra lọc cho anh 200k. Cặp mà đổi màu vừa rồi đường kính là 21 và cao 60 nhanh tôm hè nhá. Đường kính là 21 và cao là 60, gỗ đổi màu ạ. Hàng tinh lõi nhá, không dính rác ạ. Bác nào chốt mẫu này không ạ? Một cặp bình củ tỏi chất liệu là gỗ mun hoa nha mọi người nhá. Bình củ tỏi chất liệu là gỗ mun hoa ra. Bác nào chốt thì comment lên cho em này. Cặp này cao 59 nha mọi người nhá. Đường kính là 22 và cao 59 ạ. Anh Tome anh Tome vừa rồi anh hỏi chim đổi màu hôm nay em có chim công gỗ đổi màu về em có thiện chí không ạ? Nếu thiện chí với chim công gỗ đổi màu thì comment lên cho em nhé. Anh Hùng Đạt ơi, gỗ đổi màu nhanh Hùng Đạt nhé. Cặp màu xanh vừa rồi tên là gỗ đổi màu anh ạ. Tên vì là gỗ đổi màu là vì cái lõi của gỗ nó có màu xanh nhá.
và nó sẽ đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm ạ. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu nhanh hùng đạt nha. Bác nào thiện chí với cặp bình củ tỏi chất liệu là gỗ mu noa này thì comment lên cho em nha các bác nhá. Cặp bình củ tỏi chất liệu là gỗ mu noa, đường kính là 22 và cao là 59. Đường kính là 22 và cao 59 ạ. Rồi ok Tome ạ. Thiện chí với cặp chung vừa rồi thì comment lên cho em nha. Bác nào chốt mẫu này thì comment lên giúp em đi ạ. Cặp này 2,1 triệu nha mọi người nha. Cặp này 2,1 triệu em bao ship ạ. Dạ anh thích Quảng Thiện ơi, cặp này chất liệu là gỗ gỗ mu noa nha. À thầy ơi, cặp này chất liệu là gỗ mu noa, cũng giống như cái cặp mà bình cổ hôm bữa thầy chốt nha, thầy thích Quảng Thiện nhá. Giống cái cặp bình cổ hôm bữa thầy chốt đấy ạ. Cặp này chất liệu là gỗ mu noa. Chất liệu là gỗ mu noa Gia Lai đấy ạ. Đường kính là 22 và cao là 59. Giá là 2,1 triệu ạ, 2,1 triệu cặp này. Các bác đang xem like thiện chí chốt thì comment lên cho em nha. 2,1 triệu ạ. Dạ 2,1 triệu nha thầy nha. 2,1 triệu ạ, 2,1 triệu. Bao ship ạ. Cặp này đẹp này, không lỗi gì hết. Gỗ xanh đổi màu gì nữa. Dạ nó không có đổi sang xanh đỏ tím vàng nhanh sang Nguyễn Ngọc Sang nhá. Mà nó chỉ đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm. Có nghĩa là mình trưng càng lâu thì màu gỗ của nó lên càng xanh đậm nhá. Thì được gọi là gỗ đổi màu ạ. Đổi từ màu xanh nhạt lên màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu ạ. Không đổi sang xanh đỏ tím vàng nha. Em nói nha, không đổi sang xanh đỏ tím vàng mà chỉ đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm thôi ạ. Được gọi là gỗ đổi màu. Lại một thằng góc nữa kìa. Gương. Anh Quang Văn Phạm ơi, anh phắn về nick của anh đi nhá. Chào anh Bùi Minh Nghị. Chọn nó đi. Nó cái thằng hạng dài. Bác nào chốt cặp bình củ tỏi này không ạ? Mọi người đang xem live thiện chí với cặp bình củ tỏi này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Có bác nào thiện chí với cặp bình củ tỏi này không ạ? Gỗ mu noa Gia Lai, hàng liền khối không chắc biết nhá. Cặp này giá là 2,1 triệu ạ. 2,1 triệu là em bao ship. 2,1 triệu một cặp bình gỗ mu noa này ạ. Đường kính là 21 và cao là 59 ạ. Rồi nếu không bác nào thì chỉ với mẫu này em qua mẫu nhá. Không bác nào ý kiến chấm vậy thì em qua mẫu này. Lên cặp chim công gỗ đổi màu cho quá xem like nha. Bác nào thiện chí với chim công gỗ đổi màu thì comment cho em xin một chấm đi ạ. Dạ anh Khánh Khánh ơi, cặp vừa rồi là bên em BUM anh nhá. Bên em BUM anh ạ. Cặp vừa rồi bên em BUM75 nhá. Đây ạ, chim công gỗ đổi màu nha mọi người nhá. Chim công gỗ đổi màu đấy ạ. Cặp này 2,1 triệu là em bao ship, bác nào chốt thì comment lên giúp em nha. Chim công chất liệu là gỗ đổi màu ạ, 2,1 triệu. 2,1 triệu là em bao ship. Cặp này đường kính là 19 nha mọi người nha. Và cao là 62 ạ. Đường kính 19 cao 62. Chim công chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. Có bác nào thắc mắc về gỗ đổi màu nữa không ạ? Mọi người đang xem live có thắc mắc về gỗ đổi màu thì comment lên cho em nha mọi người nha. Mọi người đang xem live có thắc mắc về gỗ đổi màu thì comment lên giúp em với ạ. Gỗ đổi màu đây mọi người ơi, lõi của gỗ có màu xanh nhá. Lõi của gỗ có đổi có màu xanh ạ. Và nó sẽ đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm ạ. Mình trưng càng lâu thì màu gỗ lên càng xanh đậm nhá. Trưng càng lâu thì màu gỗ lên càng xanh đậm càng đẹp được gọi là gỗ đổi màu ạ. Các bác đang xem live nếu có thắc mắc về gỗ đổi màu thì comment lên cho em nhé. Để em giải thích cho rõ ạ. Dạ anh Hào Võ ơi, cặp này là 2,1 triệu nhá. Cặp này 2,1 triệu ạ. Lục bình 1m6 thì còn tùy thuộc vào vân gỗ và chất liệu gỗ nhanh Đặng Đức Toàn nhá. Nếu anh thiện chí với hàng lục bình lớn từ 1m2 trở lên thì inbox giúp em với ạ. Phật Di Lặc có nha, anh Cường Bảo An nhá. Đây ạ. Dạ đúng rồi nha, anh Lê Khắc Linh nhá.
chốt đơn hàng thì được kiểm hàng trước khi thanh toán ạ. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Ngang 30, sâu 19 và cao là 15 này.
Cụ này là 1 triệu 9 nha mọi người nhá. Cụ Di Lặc gỗ đổi màu này chỉ có 1 triệu 9 thôi ạ. Cụ cóc. À cụ cóc em xin lỗi nhầm nhá. Cụ cóc ạ. Cụ cóc chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Ngang 30, sâu 19 và cao là 15. Chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Giá là 1 triệu 9. 1 triệu 9 là em bao ship nhá. Ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Bác nào chốt đơn này thì comment lên cho em nha mọi người nha. Một cụ Di Lặc, à một cụ cóc chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Anh Khánh Khánh thiện chí với cụ cóc này không ạ? Rồi ok, Linh Hoạt xem lục bình đằng sau đúng không ạ? Còn cặp hoa à? Còn lục bình riêng của riêng cặp bình to kìa, anh xem cặp bình to kìa. Anh Linh Hoạt còn sẽ lục bình là cặp đằng sau này đúng không ạ? Phải cặp cặp lục bình lim đằng sau này không anh ơi? Mạng gác nó nên là mọi người ra đấy. Xem không được nên mọi người ra. Mai rồi. Mai rồi bớt. Rồi nha anh Khánh Khánh nhá. Di Lặc à, cụ cóc này được bên em hoàn thiện thủ công nhá. Cụ này được bên em hoàn thiện thủ công rất là đẹp luôn ạ. Ngang 30, sâu 19. Ngang 30, sâu 19, cao là 15 ạ. Cặp cổ cao á, cặp cổ cao là cặp tỏi ấy. Cổ cao là cổ tỏi ấy. Rồi ok anh Linh Hoạt nhá. Chờ em một xíu anh ơi. Anh chờ em một xíu nhá. Anh Khánh Khánh thiện chí với cụ cóc này không ạ? Rồi ok anh Khánh Khánh nhá. Còn một cụ cà te nữa nhưng mà cụ to hơn nha anh nha. Lên tỏ tỏ chứ. Anh chờ em một xíu nhá. Còn một cụ cà te nữa nhưng mà cụ to lắm. Nên là anh chờ em một xíu ạ. Anh Linh Hoàng thiện chí với mẫu này đúng không ạ? Mẫu này 2 triệu mốt nhá. Cặp này không có một cái tì vết gì luôn nha mọi người nha. Cặp bình củ tỏi chất liệu là gỗ môn hoa Gia Lai này, không có tì vết gì hết ạ. Và chất liệu gỗ môn hoa Gia Lai này thì em bao xài luôn nhá. Bao thời hạn sử dụng cho các bác luôn ạ. Bao thời hạn sử dụng luôn. Cặp này đường kính là 21 và cao là 59 ạ. Cao 21. À đường kính 21 và cao 59. Rồi cảm ơn anh Khánh Khánh, chờ em một xíu ạ. Đường kính là 21 và cao 59 nha. Đường kính 21 cao 59, chất liệu là gỗ môn hoa Gia Lai ạ. Anh Linh Hoạt thiện chí với mẫu này không ạ? Thiện chí thì comment lên cho em nha anh Linh Hoạt nhé. Cụ này mẫu này chất liệu là gỗ môn hoa Gia Lai nha anh Linh Hoạt nhé. Môn hoa Gia Lai ạ. Gỗ này em luôn luôn này, lúc nào cũng vậy, em rất tin tưởng vào cái gỗ này và hiện là em đã đang sử dụng ở cái gỗ này thì ở khu vực huyện Cờ Rông Ba Gia Lai em nhá. Em bao xài cho các bác luôn. Các bác chốt về gia đình nhà mình, xài 1-2 năm mà nó bị nứt răng hoặc là nứt to, nứt vỡ bình thì các bác cứ trả lại hàng cho em nhá. Xài chán bán lại ạ. Xài chán bán lại cho em nha mọi người nha. Cặp này quá đẹp luôn. Giá chỉ có 2 triệu mốt thôi ạ, 2 triệu mốt một cặp. Bác nào chốt thì comment lên cho em nha. Một cặp bình của tỏi chất liệu là gỗ môn hoa Gia Lai đẹp, đường kính 21 và cao 59. Anh Linh Hoạt ok mẫu này không ạ? Nếu ok cặp này thì comment lên cho em nhá. Chỉ có 2 triệu mốt thôi ạ. Bao ship về tận gia đình nhà mình luôn. Các bác chốt đơn hàng được kiểm hàng trước khi thanh toán. Chốt đơn hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Anh Linh Hoạt ok không ạ? Qua mẫu nhá. Chờ các bác lâu quá em qua mẫu để cho các mọi người khách xem ạ. Lên mẫu nhanh nhá. Chứ để tụt hết lượng view của em ạ. Góc này.
Mọi người ai đang xem like comment cho em xin một chấm và chia sẻ like giúp em nha mọi người nhá. Chia sẻ like vô trong các trang nhóm giúp em với ạ. À. Anh Khánh Khánh ơi, củ cóc chất liệu là cà te quá đỏ đây anh ơi. Củ này ngang 49, sâu 49 và cao là 34 nha. Chất liệu là cà te quá đỏ ạ. Củ này giá là 4.8 em bao ship. 4.8 em bao ship củ này ạ. Comment lên cho em nha mọi người nha. Mày đẩy cái máy cuối xuống đi. Bác nào thì mọi người đang xem live thiện chí với mẫu nào comment lên giúp em với ạ. Củ cóc này rất là đẹp nha mọi người nha. Chất liệu là cà te có đỏ đây ạ. Hàng liền khối không chấp ghép. Ngang 49, sâu 49 và cao là 34 ạ. Giá là 4.8 em bao ship. Anh Khánh Khánh còn đang xem live không ạ? Không bác nào thì em xin phép. Đấy. Chị với mẫu này không anh ơi? Ý kiến gì thì giao lưu lên giúp em nhá. Để em biết đường ạ. Anh Nguyễn Thế Hào ơi, cụ này là 4.8 nhá. 4.8 là em bao ship cụ này ạ. Rồi ok Khánh Khánh nhá. Ok anh Khánh Khánh ạ. Ok Khánh Khánh ạ. À. Còn mình đẹp không em? Chị Hương Nguyễn. Còn trời ơi nhiều lắm chị ơi. Còn nha chị Hương Nguyễn nhá, còn ạ. À. Hỏi chị hỏi chung à. Đôi mua này đi. Anh Khánh Khánh cái chốt cục này thì comment lên cho em nhanh Khánh Khánh nhá. Chốt cục góc này comment lên giúp em đấy ạ. À. Comment cho em xin số điện thoại nha. Rồi có. Rồi ok anh Khánh Khánh này. Rồi chốt cục này cho anh Khánh Khánh nhá. Chị Hương Nguyễn. Con to nhất anh Hà Thắng Nguyễn ơi, con to nhất là con gì ạ? À? Con cóc á hả anh? Anh Hà Thắng Nguyễn comment lên giúp em nha. Con to nhất là con gì ạ? À? Chị Hương Nguyễn ơi, chị chốt cặp này không ạ? À? Cặp này đường kính là 19 nha chị nhá. Đường kính 19 và cao 59 ạ. À. Đường kính 19 cao 59, chất liệu là gỗ mua hoa chị nhá. Cặp này là 1.9 ạ. À. Cặp này đường kính lớn hơn chị nhá. Cặp này lớn hơn. Cặp này lớn hơn ạ. À. Cặp này lớn hơn và đẹp hơn. À, cóc thì à, em chốt rồi nhá. Em chốt hết rồi ạ. À. Cóc em chốt hết rồi nhá. Rồi ok anh Khánh Khánh ạ. À. Anh Nguyễn Đức Mạnh ơi. À, ngựa hả anh ơi? Ngựa thì vừa rồi có một bức xong mã nhưng mà em BU rồi. Hiện tại là em còn một bức bát mã được không anh Nguyễn Đức Mạnh ơi? Bát mã phi tiên nhá. Còn một bức bát mã anh có thiện chí không ạ? Bát mã đục tứ diện. Chị Hương Nguyễn thiện chí với mẫu này không ạ? Cặp này là 1.9 nha chị nhá. 1.9 ạ. Còn một con nhỏ hơn thôi ạ. À. Còn con nhỏ hơn gỗ đổi màu ạ. À.
Bác nào thiện chí biết cặp bình cổ đổi màu này thì comment lên. À, cặp bình cổ muôn hoa này thì comment lên cho em nha mọi người nha. Một cặp bình cổ chất liệu là gốm muôn hoa đây ạ. Không hả chị? Rồi, em qua mẫu nhá, em qua mẫu này. Chào bác Phạm Lạc ạ. Giới thiệu với lại các bác một cặp mà một cặp bình phay ạ. À. Không. Tức là ví dụ như đang nguyên một cái bế nó bằng như thế, đến cái chỗ đấy thì cho cái gỗ xây cái thân gỗ thì nó hơi cong thế này, nhưng là nó hơi thiếu một tí thôi. Là mình nhìn là thấy nó hơi thiếu một tí chứ không bị đứt. Tim gỗ. Dạ, nó hơi bị khuyết lõm một tí ở dưới chân thôi. À. Giới thiệu với lại các bác một cặp bình phay ạ. Một cặp bình phay tài lộc nha mọi người nhá. Bình phay tài lộc ạ, chất liệu là gỗ đổi màu. Các bác đang xem live thì chỉ chốt mẫu này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Một cặp bình phay tài lộc chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. Nhập hàng thì anh được kiểm tra cùng với chú tá. Bác nào chốt đơn hàng thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Bác nào chốt cặp bình phay tài lộc thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Đây ạ, bình phay tài lộc chất liệu là gỗ đổi màu đeo ạ. Cặp này là 1,5 triệu nhá, 1,5 triệu là em bao ship ạ. Cặp bình phay tài lộc chất liệu là gỗ đổi màu, giá là 1,5 triệu ạ, 1,5 triệu là em bao ship. Ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Chào anh Đình Hải ạ. Mọi người đang xem live thì chi chốt mẫu nào thì comment lên cho em nha mọi người nha. Gỗ đổi màu ạ. Có bác nào có ý kiến với mẫu này không ạ? Mọi người đang xem live thì chi ý kiến chấm phẩy gì thì comment lên cho em nha mọi người nha. Cặp này đường kính là 14 ạ. Và cao là 70. Đường kính 14 cao 70 ạ. Gỗ đổi màu. Có bác nào thiện chí với mẫu này không ạ? Ngoài gỗ đổi màu ra em còn có gỗ cà tê, gỗ đỏ và gỗ lim nữa nha mọi người nha. Ngoài gỗ đổi màu này ra thì còn gỗ lim và gỗ cà tê nữa ạ. Bác nào chốt thì comment lên giúp em với ạ. 1,5 triệu nha mọi người nha. Cặp này là 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu là em bao ship. Không được anh Nguyễn để hàng nhá. Giá đấy em không chốt được anh ơi. Giá đấy em chưa ra được nhá. Bác thiện chí thì bác thêm cho em đi ạ. Bác thiện chí thì bác thêm cho em nha. Giá đấy em chưa chốt đơn hàng được ạ. Anh Nguyễn để hào thêm cho em nha. Anh Nguyễn để hào nhá. Thêm cho em đi anh ơi. Giá đấy em chưa chốt đơn nào được ạ. Bác Nguyễn để hàng thêm cho em nhé, thêm rồi ok bác Nguyễn để hào ạ. Bác comment số điện thoại lên chốt đơn hàng giúp em nha bác Nguyễn để hào nhé. Bác cho em xin số điện thoại để chốt đơn hàng này. Nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhé. Nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác ạ. Bác cho em xin số điện thoại nha.
cho em xin số điện thoại ạ. Mọi người đang xem live, comment cho em xin một chấm và chia sẻ like vô trong các trang nhóm giúp em với ạ. Rồi ok, bác Nguyễn Thể Hào nhá. Rồi chốt mẫu này cho bác Nguyễn Thể Hào này. Tỷ vàng bông hoa, ok. Đâu có, bên này không thấy chặt. Chào, cảm ơn bác Hạ Lạc ạ. Tài Lộc. Giới thiệu với lại các bác một cặp bình phì bà nha mọi người nhá. Một cặp bình phì bà chất liệu là gỗ monoa Gia Lai nha mọi người ơi. Cặp này là 1,5 triệu nhá. Vân này, các bác thấy vân rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Vân gỗ hoàn toàn là tự nhiên nha mọi người nhá. Vân gỗ hoàn toàn là tự nhiên ạ. Và hàng nghìn khối không chắc ghép luôn rồi. Nặng người xem. Cặp này 1,5 triệu nha mọi người nhá, 1,5 triệu ạ. Bên em bao ship, ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Bác nào chốt đơn hàng thì comment lên giúp em với ạ. Giá là 1,5 triệu. Vân gỗ hoàn toàn là tự nhiên nhá, vân gỗ rất là đẹp luôn ạ. Vân rất là đẹp luôn. Cao là 57 và đường kính là 12 ạ. Đường kính là 12 và cao 57, chất liệu là gỗ monoa Gia Lai này. Mọi người đang xem like, ý kiến thì comment lên giúp em với ạ. Sao không ai chấm phẩy cho em thế này? Chốt rồi nhưng mà có chốt đâu. Xin số điện thoại có cho đâu. Các bác đang xem live thì chị biết mẫu này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Một cặp lục bình chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. Cặp này 2,1 triệu, 2,1 triệu là em bao ship về tận gia đình nhà mình.
này thì comment lên cho em nha mọi người nha. Một cặp lục bình chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. À, mọi người đang xem live có thắc mắc về gỗ đổi màu này không ạ? À, mười mấy người xem mà không ai chấm phẩy nhỉ. Mọi người đang xem live có ý kiến gì không ạ? Các bác đang xem live thắc mắc gì thì comment lên cho em nha mọi người nha. Cặp lục bình nha mọi người nha. Cặp này chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. Lục bình chất liệu là gỗ đổi màu đây. Đường kính 18 cao 58 ạ. Đường kính 18 cao 58. Chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Giá là 2,1 triệu em bao ship cặp này. Mọi người xem like thiện chi với mẫu nào thì comment lên giúp em với ạ. Có bác nào thiện chi với cặp lục bình này không ạ? Mười mấy người xem mà không ai chấm một chấm nào tương tác bài bài như thế. Đây, em đem một cái chung chất liệu gỗ đổi màu này, có nhìn không?
đường kính 25 và cao 60 ạ. Đường kính 25 và cao 60 thì mình nhắc đường kính 25 và cao 60. Em chỉ có Thanh Trà đúng không anh ơi? Có anh Khánh Linh, à anh Khánh Khánh nhá. Đợi em một xíu sẽ lên sản phẩm khác, à, sản phẩm cho anh xem ạ. Tam Tam Tẩm thì hẹn anh 1-2 hôm nữa nhanh tánh Nguyễn nhá. 1-2 hôm nữa anh ạ, hàng đã BU hoàn thiện ạ. Bữa giờ trời mưa không có BU được anh nhá. Giá là 700k em bao ship, một ấm và 6 cái ly như này ạ.
Cái này thì rất nước sử dụng bình thường nha. Chỉ có 6-700 can là một bộ này này em bao ship thôi nhá. Anh Tuấn Nguyễn có thiện chí với cái bộ ấm chén này không anh ơi? Giá là 700k là bên em đã bao ship nhá. Đồ ok anh Tánh Nguyễn này, comment số điện thoại trước đơn hàng anh nhé. Đồng ý chốt ạ, cho em xin số điện thoại để bên em sẽ liên hệ cho anh nhé. Chốt cho anh Khánh Tánh Nguyễn cái bộ này nhé. Cho em xin số điện thoại anh nhé. Còn em đây một cặp bình phay tài lộc đây ạ. Chất liệu là gỗ cà tê gõ đỏ nha các bác ơi. Bình phay tài lộc cà tê gõ đỏ nhé. Ngang là 15 ạ. Ngang 15 và cao là 68 nha. Cặp này giá là 1 triệu 7 em bao ship này. 1 triệu 7 là em bao ship cặp bình phay tài lộc gỗ luôn. 1 triệu 8 gì đây? Đây, này bộ này. Anh Tánh Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại anh nhá. Cho em xin số điện thoại để bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh ạ. Bình phay tài lộc chất liệu là gỗ lim này cả nhà mình ơi. À, gỗ cà te gõ đỏ nha. Cặp này giá chỉ có 1 triệu 7 thôi ạ. Ngang là 15 và cao là 68 nhá. Ngang 15. Rồi ok anh Tánh Nguyễn này, em có số điện thoại của anh rồi nhá. Số điện thoại luôn. Cặp này giá là 1 triệu 7 em bao ship. Bác nào có thiện chí thì comment lên cho em nha. Anh Tánh Nguyễn chụp lại màn hình cái bộ này giúp em nhé. Bình phay tài lộc chất liệu là gỗ cà tê gõ đỏ này, cặp này giá chỉ có 1 triệu 7 thôi ạ. Chất liệu là gỗ cà tê nhá, vân rất là đẹp luôn. Cặp này em bao đẹp cho các bác luôn này. Chữ tài và chữ lộc được bên em được khắc thủ công bằng tay vào liền với thân gỗ nhé các bác. Giá là 1 triệu 7 em bao ship cặp này thôi ạ. Chỉ có 1 triệu 7 là em bao ship về cho gia đình nhà mình nha. Bác nào có thiện chí với cặp này thì comment lên cho em ạ. Giá chỉ có 1 triệu 7 thôi, hàng nguyên khối nhé, không có lỗi lầm, không chấp nhất gì luôn ạ. Bao đẹp cho cả nhà mình luôn nha. Chất liệu thì làm từ gỗ cà tê gõ đỏ. Mà cái gỗ này thì em bao lứt bao hạn sử dụng cho các bác luôn nhé. Chào bác Trần Lê này. Thay khó chắc. Dạ không nha anh Tánh Nguyễn ơi, thay nguyên chắc khối nha. Anh có ra đâu không ạ? Bác nào thiện chí thì comment lên cho em ạ. Đây nha anh Tánh Nguyễn còn đang xem like không ạ? Em cho anh quay lại cái thay nhá. Nguyên khối này, không có chắc ghép gì luôn anh nhá. Đây anh nhá. Cặp bình phay tài lộc này, có bác nào thiện chí ý kiến gì thì comment lên cho em ạ. Giá chỉ có 1 triệu 7 là em bao ship cho các bác rồi nha. 1 triệu 7 thôi, nhanh tay đi các bác ơi. Nhanh tay sở hữu để được sở hữu một cặp phay như này về cho gia đình nhà mình nhá. Alo. Giá là 1 triệu 7 bên em bao ship này. Cầm sừng hả? Cầm sừng em hiểu ta 40 thôi. Cái 50 năm không cần chỉ luôn đó. Có bác nào ý kiến gì không ạ? Nếu mà không bác nào ý kiến thì chị biết thì em sẽ phải giải thoát hơn nha. Có là cao hơn, có rác. Cặp này giá là 1 triệu 7 em bao ship. Chất liệu là gỗ cà tê gõ đỏ nha các bác ơi. Chất liệu làm từ gỗ cà tê gõ đỏ nhá. Giá là 1 triệu 7. Ngang 15 và cao là 68 ạ. Ngang 15 cao là 68 nhá. Em lên một bộ thần tài thổ địa đi ạ. Chất liệu là gỗ hương nha. Hương Việt các bác ạ. Ngang 13 và cao là 25 nha. Ngang 13 cao 25 bộ đây. Giá là 1 triệu 8 em bao ship. Thần tài thổ địa nhé. Giá là 1 triệu 8. Bác nào có, nhà bác nào mà chưa có trang thần tài thổ địa thì nhanh tay thỉnh hai cụ này về đi ạ. Giá chỉ có 1 triệu 8 là em bao ship thôi nha. Bác nào thiện chí thì comment lên cho em ạ. 1 triệu 8 là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình này.
Ngang 13 và cao là 25, chất liệu là gỗ hương Việt nhé. Anh Tánh Nguyễn ơi, bình phay này là anh, cái giáp của nó ở cái viền anh này, nằm nhìn trang trí luôn nha. Đó, nó chỉ ở cái viền thôi, còn cái chữ này là mà nó không là cái chữ đây là sơn anh nhé, nó không có giáp đâu anh ơi. Giáp ở những cái viền như này nó mới đẹp anh nhé. Giá là 1.800.000 bình phay tài lộc mình nha cả nhà mình ơi. À 1.700.000 bình phay tài lộc này là 1.700.000, còn thần tài thổ địa là 1.800.000 em bao ship nha. Chất liệu là gỗ hương Việt ạ, rất là đẹp luôn này. Bác nào thiện chí ý kiến thì comment lên cho em nhé. Đen nhá, rất là đẹp luôn này. Tài lộc nha, chất liệu là gỗ cà te gót đỏ. Hồi nãy anh có lấy một cặp ba bằng giá, hồi nãy anh lấy cho hồi nãy là 1.300.000. Không có cái gì là không bán được hết nha anh Đại Nguyễn nha. Cảm ơn anh Tánh Nguyễn ạ. À. Dạ anh Chánh Tín ơi, cặp này là 1.700.000 anh nhá. Anh Nguyễn Thế Hào ơi, không được anh ơi, thêm cho em đi ạ. Tại vì cái này anh Nguyễn Thế Hào ơi, chất liệu là cà te có đỏ này thuộc nhóm gỗ loại 1 anh nhá, thuộc về nhóm gỗ loại 1 anh ạ. À. Gỗ chất liệu là cà te có đỏ này hàng VIP hơn nha anh nhá, hàng VIP hơn anh ạ. À. Anh Lộc Phạm Phú ơi, cặp bình phay tài lộc chất liệu cặp bình phay tài lộc chất liệu là cà te có đỏ này giá là 1.700.000 anh nhá. Giá là 1.700.000 ạ. À. Lục bình đằng sau là chị Kim Linh ơi. Lục bình đằng sau là 2.100.000 nhá. Lục bình đằng sau là 2.100.000 ạ. À.
này. Anh comment ok lên cho em nhé, em sẽ đổi cho anh cặp này ạ. Lấy hai cặp vào. Rồi ok anh ạ, cùng đơn nhá, chốt đơn này. Không nha anh Lộc Phạm Phú nhá, cái này là bình nghệ thuật anh ơi. Cái này bằng gỗ anh nhá, bằng gỗ mình chơi nghệ thuật anh ạ. Anh nào thích thì còn một cặp lớn nha. À rồi ok anh Nguyễn Thế Hào ạ. Cặp lớn hơn này. Rồi, cặp này lớn hơn nha mọi người nhá, cặp này là 1.9 triệu nhá. Cặp mà tài lộc gỗ cà te có đỏ cặp này lớn hơn nha. Cặp này lớn hơn ạ. À. Cặp này cao là 74 ạ, 74 nhá. Đường kính là 19 và cao là 74 này. Đường kính 19 cao 74, cặp tài lộc này ạ, à, giá là 1.9 triệu này. Bác nào chốt comment lên cho em nha. 1.9 triệu ạ. À. 1.9 triệu là em bao ship, bác nào thiện chí với cặp gõ đỏ này không ạ? À? Cặp bình phai tài lộc chất liệu là gỗ gõ đỏ này, 1.9 triệu nha. Có bác nào thiện chí không ạ? À? Cặp lục bình gỗ đổi màu này bác nào chốt không ạ? À? Cặp lục bình chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. À. Đường kính là 18 và cao 58 ạ. À. Đường kính 18 cao 58 chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. À. Anh ơi không được anh nhá, cặp này nhỉnh hơn cặp kia tới mấy phân luôn ạ. À. Rồi anh chốt cái gì anh Đại Nguyễn ơi, chốt cái gì comment lên cho em nha. Anh Thế Hào ơi, cặp này thêm cho em 100k nữa nhá. Thêm cho em 100k nữa đi anh Thế Hào ơi. Nếu chốt cặp này thêm cho em 100k nữa nhá. Anh Đại Nguyễn chốt cái gì? Chốt gỗ hay là chốt cái gì đây ạ? À? Đừng nói chốt người nhá, người là có chủ rồi. Anh Nguyễn Thế Hào thêm nha 100 nữa nha. Anh Nguyễn Thế Hào thêm nha 100 nữa thì ok, comment lên cho em ạ. À. Anh chốt em hả? À, chồng em chốt trước anh rồi. Chốt cách đây 8 năm rồi anh ạ. À. Anh Nguyễn Thế Hào thêm nha 100k nữa đi anh ơi, cặp này đường kính lớn hơn nhá. Cặp này lớn hơn rất là nhiều luôn ạ. À. Mà cặp này đẹp hơn. Cặp này này, ôi trời ơi quá đẹp luôn anh ạ. À. Mình lấy về bán hàng đẹp này mình ôm hết đi anh ơi. Rồi ok nha anh Nguyễn Thế Hào nhá, nhớ cọc cho em nha. Chốt nha anh Nguyễn Thế Hào nha, ok chốt cho anh Nguyễn Thế Hào nha. Mua nhanh bán lẻ luôn ạ. À. Rồi bác nào thiện chí với mẫu này nữa không ạ? À? Anh chốt cái gì 2 triệu anh Đại Nguyễn? Rồi ok Nguyễn Thế Hào. Anh Đại Nguyễn chốt cái gì 2 triệu này? Chốt em hả? Chốt em 2 triệu hả? Chốt em bán luôn. Em đã nói rồi cái hàng này của em là em cho không biếu không luôn. Anh thích nha em bán tại chỗ cho em không có bao ship. Người anh bán? Người cũng bán luôn nhưng mà người bán tại chỗ không bao ship. Bác nào chốt thì về tận nơi mà hốt. Đi luôn em nhé, quên. Rồi, em qua mẫu cặp này nha, có mắt nào thiện chí chẳng phải hỏi về lục bình gỗ đổi màu này thì em qua mẫu nhá. Chị Như Quý ơi, hồi nãy chị Như Quý chốt cặp này nhiêu? Chưa mà. À, giá đấy không được nha chị Như Quý nhá. Đây, cái cặp đây hồi nãy nha. À, chị chốt đây nè mà em xin số điện thoại không được đó chị ơi. Giá đấy không được nha. Bây giờ này, nãy hình như có giá là 1.8 triệu. Chắc chị nghĩ là sợ hớ hàng hay sao, chị suy nghĩ lại rồi chị trả 1.5 triệu á, không được chị nhá, không được ạ. À. Cặp này là 1.4 triệu nhá. Dạ rồi em bao ship nhanh Thế Hào nhá, em bao ship cho anh ạ. À. Bao ship cho anh luôn. Bác nào chốt cặp này thì comment lên cho em này. Một cặp tỳ bà nha mọi người nha.
Cặp tỳ bà chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. À. Cặp này là 1,4 triệu nha mọi người nha. 1,4 triệu là em bao ship cao 59 ạ. Đường kính 12 cao 59. Ok anh Thế Hào ạ. Cặp này đường kính 12 cao 59 nha mọi người nha. Đường kính 12 cao 59 chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. À. Giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu em bao ship cặp này ạ. À. Bác nào chốt đơn này thì comment lên cho em này. 1,4 triệu nha mọi người nha. Mình lại có cái bill nào mà không ghi vô sổ này. Mở cái này, bỏ thế này. Không ghi vào trong sổ gửi nhà mà. Không ghi. Thế này, Nguyễn Văn Huy chữ mở chữ anh nữa. Có trong sổ đâu. Nguyễn Văn Huy giờ này, Minh Thắng này. Nguyễn Xuân Phúc. Minh Thủy. Nguyễn Trung. Anh ơi, đúng là mã 01 đấy nhưng mà giá bé không chốt được ngay như phí nhá. Mã. Đúng rồi, cặp đấy mà cháu chưa biết không chốt được nữa chứ ạ. Đâu vừa lấy chốt nó là 1,8 triệu. Nãy em đồng ý chốt là giá là 1,8 triệu ngay như phí ạ. À. Gọi lại giá nhiên. Bác nào chốt cặp này không ạ? À? Chốt cặp này 1,4 triệu comment lên cho em nha mọi người nha. Một triệu tư là em bao ship cặp này ạ. À? 1,4 triệu em bao sốt, à em bao ship ạ. À. Ship về tận gia đình nhà mình luôn. Anh nhầm rồi anh ơi, em đồng ý với giá là 1,8 triệu chứ không phải là giá là 1,5 triệu nha anh Như Phí nhá. À, lúc đấy em đồng ý là 1,8 triệu em xin số điện thoại mà anh không cho số điện thoại nên là giờ em mới xả em lên lại đây. Dạ anh hệ thống Messenger ơi, đổi màu ở đây là đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm nhá. Dạ đúng rồi nha anh Tánh Nguyễn nhá, đằng sau em cái đen đen ở bên trên kệ đấy, chất liệu là gỗ đổi màu ạ. À gọi em xin lỗi là gỗ chắc ạ. Anh hệ thống Messenger ơi, đổi màu ở đây là cái lõi của gỗ này, nó có màu xanh nhá. Lõi của gỗ nó có màu xanh này ạ. Và sẽ đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm anh nhá. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu ạ. À. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu nha. Dạ đúng rồi nhanh Tánh Nguyễn nhá. Chất liệu là gỗ chắc đỏ cờ đông ma Gia Lai đấy ạ. À. Chất liệu là gỗ chắc đỏ đen. Chắc cờ đông ma Gia Lai đấy anh ơi. Chào anh Việt Phong Nguyễn. Rõ ràng nó có ngay giá biển 1,8 triệu thôi. Mà giờ này nó giá
và nhắn tin kinh đi chứ. Đâu, ở trong khi nhóm có tổ chức 10 năm gặp mặt, 10 năm ra trường, mà trong khi đó tất cả các chương trình lên chương trình tất cả các cái là chỉ dành riêng cho A1, mức sốc quá. Thế này dành riêng cho A1 sao vậy? Và trong khi đó đóng tiền 4 khối đóng, mà lên chương trình kế hoạch toàn A1 dẹp mẹ đi. Mày coi như chúng tao là người thừa thãi à? Chúng tao không biết phát biểu, chúng tao không có ý kiến nào. Cái khối 12 của năm xưa đấy, ý là bây giờ tổ chức 10 năm, 10 năm ra trường mà lên chương trình mày ra mày đọc này. Phun màu hay sao mà nhìn đen vậy em? Đánh không anh ơi, màu nó như vậy anh nhá. Màu nó như vậy anh ạ. Ý là bốn lớp mà mày đọc đi. Tất cả những cái thành viên toàn ăn một hết. Đây là màu tự nhiên anh nhá, màu tự nhiên ạ. Mẫu này giá là 3,8 triệu nha anh Tánh Nguyễn nhá, anh thấy không? Màu tự nhiên ạ. Đây là của lớp 15, một lớp này ra đây là của nguyên khối đấy. Nguyên khóa đấy. Có nghĩa là nguyên một khóa là 4 lớp tổ chức. Góp vào, mày thấy mỗi đứa 500 ngàn không? Mày thấy lên hoành tráng không? 6 bàn. Nào là học bổng rồi này, nó cái khác 5 triệu. Mà trong khi đấy mày thấy không? Tất cả những cái thành viên này. Toàn lớp 12 em một. Toàn lớp 12 em một lên kế hoạch lên này rất tốt. Những lớp kia là để góp tiền để cho chúng nó lên kế hoạch lần.
mì lai ạ. Nhỏ nhưng nó có vỏ